Sáng nay 4 tháng 7, Hội nghị sơ kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa tham dự hội nghị. Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 được ký kết tháng 12 năm 2019 nhằm tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của các địa phương hướng đến mục tiêu phát huy thế mạnh cạnh tranh của từng địa phương vào việc xây dựng sản phẩm du lịch và thương hiệu du lịch dùng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tạo thuận lợi về cơ chế nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của du lịch địa phương trong liên kết cũng như sức hấp dẫn của du lịch dùng với các quốc gia trong khu vực. Sau 6 tháng thực hiện, các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành đã xây dựng hơn 50 chương trình du lịch kích cầu từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Những doanh nghiệp lớn ở thành phố Hồ Chí Minh đã khai thác thành công một số chương trình tour mới với 50.000 du khách đến đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Long An. Riêng 2 tháng không chịu tác động của đại dịch COVID-19 đã có gần 13 triệu lượt người đến các tỉnh phía đông đồng bằng sông Cửu Long, tăng khoảng 14% so với 2 tháng cùng kỳ năm 2019. Hiệp hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh cùng với Hiệp hội du lịch đồng bằng sông Cửu Long và tất cả các đơn vị đó thì có sự kết nối, và trong cái phần mà quan trọng nhất đó là tất cả lãnh đạo các tỉnh đã cùng có cái phần tham gia chỉ đạo chung liên kết vùng, nó rất là quan trọng. Nếu như mà những thông tin này đến với các hãng tour đó thì các hãng tour mới có cái điều kiện để đưa ra những cái cung đường, những cái phần mà hoạt động du lịch để cho khách hàng lựa chọn. Tiếp tục khai thác tốt 3 sản phẩm du lịch sắc màu vùng biên, non nước hữu tình, những nẻo đường phù sa, xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát hình thành 3 tuyến tour du lịch kết nối, xây dựng phim quảng bá chung về du lịch cho thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, tổ chức hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư du lịch là những nhiệm vụ trọng tâm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long sẽ thực hiện trong 6 tháng còn lại của năm 2020. Hội đồng liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng đã ra mắt hội nghị sáng nay. Trước đó, ngày 3 tháng 7, Ngày hội kích cầu du lịch thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long đã khai mạc với 30 gian hàng của 14 tỉnh thành và 11 đơn vị kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như lữ hành, nhà hàng, khách sạn. Tỉnh Long An cũng có gian hàng trưng bày với các sản phẩm đặc trưng là thanh long sấy và rượu giang thanh long.